Chào các bạn, hôm nay thì Nhung sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một cái công dụng nữa của gel lạnh nhé. Mình sẽ sử dụng tận dụng để mình làm họa tiết nổi. Thì ở đây thì mình vẫn sẽ sơn hai nước bình thường này. Mình sẽ sơn một nước trước bởi vì dòng sơn này là dòng sơn Oni, nó chỉ cần là sơn một nước thôi đã thấy rất là đẹp rồi. Nó là dòng sơn Hàn nhá, cực kỳ đẹp này. Sơn xong mình sẽ cho đi hơ và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng gel lạnh của hãng EA nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái lấy khóe, cái đẩy ra mình sẽ sử dụng một giọt gel lạnh. Bình thường thì cái gel này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ dùng để ẩn xà cừ này, rồi là ẩn hoa này, rồi ẩn phụ kiện, rồi là đắp gel nữa. Thì ở đây thì mình sẽ tận dụng nó để mà mình làm họa tiết nổi mà mình không cần đắp bột nhé. Mình sẽ sử dụng một giọt gel này và một giọt gel lạnh này và một giọt sơn. Thì ở đây thì mình sẽ quấy đều để cho hai màu để nó tan vào với nhau. Tiếp theo đấy nhá, là mình sẽ sử dụng cái màu, sử dụng cái nền này để tiếp để sơn một lớp trứng cút lên này. Sơn trứng cút như clip trước mình nói rồi đấy, tốp trứng cút là một loại tốp là các bạn sơn lên nền nào thì nó cũng là thành màu cút, không cần phải mua sơn chuyên để trứng cút làm gì cả, cho nó phí, chỉ cần một chai tốp này là ok này. Tiếp theo đấy là các bạn sẽ sử dụng chính cái đầu để lấy khóe của cây đẩy ra, thì các bạn sẽ gột hình trái tim giúp mình nhớ nhá. Nhớ này, cái bước làm họa tiết nổi này thì các bạn nhớ là phải cho đi hơ và làm trong 3 bước ạ. Bước đầu tiên là mình sẽ vẽ thành hình trái tim này, hoặc là các bạn vẽ bất cứ một cái hình gì đấy. Ví dụ là các bạn không thích màu đen chẳng hạn, mình làm màu đen để nhìn cho nó rõ thôi nhá. Còn các bạn không thích màu đen thì các bạn có thể vẽ giúp mình ra những cái họa tiết mà các cái mẫu mà các bạn cần ấy. Thường thì nó sẽ là hình trái tim này, hình tròn này, để làm ngọc ấy thì các bạn ấy sẽ pha với màu thạch. Nhớ nhá, nhớ sử dụng tất cả những cái phần gel lạnh này, pha với màu thạch thì nó sẽ ra một cái màu gel lạnh mà nó có cái màu mà các bạn cần. Thực sự nó rất là đẹp và rất là hữu dụng. Kể cả là các bạn làm những cái họa tiết chỉ là một cái đường gân bé bé thôi ấy, đi loanh quanh ở trên bề mặt móng thôi, thì pha như thế thì nó sẽ rất đẹp và rất đều. Rồi sẽ cho đi hơ nhá, và rồi mình sẽ làm như thế thêm hai lần nữa. Và tiếp theo đấy là mình sẽ sử dụng cái gọi là gì nhỉ, đây là tốp giọt sương ạ. Thì mình sẽ cho lên trên này. Tí nữa thì các bạn sẽ chỉ cần sơn ở phía dưới thôi, bởi vì phía dưới là chưa có tốp. Hoặc là các bạn có thể sơn lên sơn tốp luôn lên trên này. Mọi người nhìn này, khi mà cho lớp tốp giọt sương lên thì nhìn rất là bóng bẩy. Tiếp theo đấy là mình sẽ làm họa tiết cuối nha. Ở đây thì mình sẽ vẽ linh tinh một cái gì đấy để cho không chỉ là cái ngón cái nó có họa tiết màu mà ngón phải cũng sẽ có. Gel này nó rất là đơn giản, các bạn sẽ chỉ cần sử dụng như thế này là xong. Một hình trái tim khá là đơn giản. Tiếp theo ở bên trên này cũng sẽ thế này. Đó, như thế này là xong rồi, các bạn có thể cho đi sơn tốp giúp mình. Ở đây thì tốp giọt sương đấy nó có tốp rồi thì các bạn có thể không sơn nhé. Nhưng mà các bạn sơn lên thì nó không vấn đề gì cả. Sơn lên trên cả thì nó cũng không sao. Rồi sau khi mà làm xong thì mình sẽ cho vào hơ thôi. Hơ cái này nhớ này, hơ 60 giây nhé. Bởi vì là tất cả những cái công cụ này mình làm ấy thì nó đều có rất nhiều những tác dụng khác nhau. Rồi sau khi mà mình làm xong thì mình sẽ có một họa tiết như thế này, nó khá là đẹp.